tất cả các bạn nhỏ, hôm nay chị có một bức tranh cát rất dễ thương nè. Đó, đây chính là bức tranh cát hình chú Xì Chung Tí Cận. Bạn nhỏ nào mà đã từng coi phim hoạt hình Xì Chung thì chắc chắn sẽ biết nhân vật này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô tranh cát nhé. Thank you.
chim xinh đã tô xong bức tranh chú xì chung tí cận rồi nè. Ha ha, các bạn nhỏ thấy có đẹp không? Nếu mà đẹp thì để lại một like cho chị chim xinh và share video này với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị chim xinh nha. Nếu mà yêu mến chú xì chung tí cận này thì thả tim nhé. Rồi bây giờ thì chị chim xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong clip sau.